Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Vậy là cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã thông xe được hơn 3 tuần rồi. Chúng ta có thể thấy sự thay đổi rõ rệt trong lưu thông kết nối giữa hai bờ sông Hồng qua lối cầu Vĩnh Tuy này. Các phương tiện lưu thông thuận lợi, các làn xe rộng và thông thoáng, đặc biệt là làn xe máy. Hiếm có một cái cầu nào mà có làn xe máy riêng rộng rãi như ở cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Tuy nhiên thì mặt cầu giai đoạn 1 thì vẫn đang chờ đồng bộ việc phân làn và giới hạn tốc độ như ở cầu giai đoạn 2. Hiện tại các bạn cũng thấy là mặt cầu giai đoạn 1 đã hoàn thành việc kẻ vạch mới, chia mặt đường thành 3 làn xe ô tô, 1 làn cho xe máy và xe thô sơ. Đặc biệt đầu cầu phía quận Long Biên đã hoàn thành giải phân cách cứng, chia tách giữa làn ô tô và làn xe máy. Trong video ngắn ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh cập nhật công tác phân làn trên mặt cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1 nhé. Ở đầu cầu bên phía quận Long Biên hướng vào trung tâm, mình đã thấy hai hướng di chuyển đã được phân làn đồng bộ, đã lắp giải phân cách cứng. Điều này thì có thể đã làm một số phương tiện xe máy bỡ ngỡ, và cũng vẫn có những chiếc xe máy dường như cố tình đi vào làn ô tô mặc dù đã có làn riêng cực kỳ rộng rãi. Biển giới hạn tốc độ các làn xe trên giá Long Môn hướng đi vào trung tâm vẫn chưa được cập nhật mới, chắc phải chờ hoàn thành công tác phân làn thì mới được thay đổi. Các vạch kẻ đường cũ chỉ đơn giản là được cạo đi, kẻ thêm vạch mới. Đồng thời với đó là giải phân cách cứng bằng bê tông cũng đã được lắp đặt ở cái đoạn này. Như mình đã nói ở đầu video, làn xe máy riêng trên cầu Vĩnh Tuy giờ rộng gấp đôi ngày trước và rộng hơn cả các làn xe ô tô. Có thêm giải phân cách cứng vững chãi nên khi di chuyển cảm giác rất thoải mái và an toàn, khác biệt hẳn so với khi di chuyển bằng xe máy trên cầu Thanh Trì. Ở trên đoạn đã kẻ lại vạch và giải phân cách này, mình thấy các cái luồng phương tiện đã di chuyển ổn định hơn, đỡ lộn xộn so với đợt đầu mới thông xe mặt cầu giai đoạn 2. Các công tác kẻ vạch phân làn và lắp giải phân cách cứng dường như chỉ được thực hiện vào ban đêm khi số lượng phương tiện qua cầu đã giảm. Theo các thông tin trước đây, các công tác này dự kiến hoàn thành vào đợt mùng 10 tháng 10 tới, nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô. Sau khi cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được thông xe, chúng ta đã nhận thấy được cái hiệu quả của những cây cầu mới bắc qua sông Hồng. Và chúng ta cũng đang chờ đợi Hà Nội sẽ triển khai xây dựng cây cầu nào tiếp theo trong các cây cầu được quy hoạch trong năm tới. Một điều chắc chắn là trong 3 đến 5 năm tới, Hà Nội sẽ triển khai xây dựng hai cây cầu bắc qua sông Hồng trên trục vành đai 4 vùng thủ đô, đấy là cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở, khi hiện tại các gói thầu xây dựng đường song hành đang bắt đầu được triển khai. Trong video tiếp theo, Hà Nội 24 giờ sẽ bắt đầu cập nhật thông tin và tiến độ triển khai các gói thầu trong dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô này. Có thể là mỗi tháng mình sẽ cập nhật một video về dự án này. Quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem và ủng hộ nhé. Quay lại với công tác phân làn và lắp giải phân cách trên cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1 thì việc kẻ vạch đã xong, còn công tác lắp giải phân cách cứng thì đã được một nửa ở trên đoạn cầu cạn vượt bãi sông Hồng. Mình nghĩ là sẽ sớm hoàn thành trong khoảng 10 ngày tới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp các hình ảnh mới trên cầu Vĩnh Tuy này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mình là Biển của Hà Nội 24 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.